người, lại là mình đây cho Giang nè. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Video hôm nay sẽ cực kỳ đặc biệt luôn, vì đây sẽ là video swatch son đầu tiên trên kênh cho Giang nè. Và những loại son hôm nay mình swatch thì cũng sẽ rất là phù hợp với các bạn trẻ đó nha. Không nói nhiều nữa thì hôm nay chúng ta hãy cùng swatch bộ son Black Rue Color Block Hunting, bộ sưu tập mới nhất của nhà Black Rue nhé. Thực ra thì lúc đầu mình thích Black Rue Best Rose cơ, nhưng mà khi nghe được những thông tin phong phanh về em này thì mình đã quyết định là chuyển qua swatch em này ngay, bởi vì nhìn thiết kế thôi đã thấy độc đáo và khác hoàn toàn so với những phiên bản Black Rue trước đây. Rồi, đầu tiên là nhìn qua về thiết kế của em này nhé. Packaging trái tim xinh xắn với thân trong. Nếu để ý chúng ta sẽ thấy son có hiệu ứng chuyển màu gradient để các bạn có thể thấy được màu son bên trong. Tuy nhiên một điểm trừ là trên vỏ son thì lại không in số, cho nên chúng ta chỉ có thể nhìn màu thôi chứ không biết được đây là em số mấy. Và những hỏi son này thì mình mua ở trên Sopa Việt Nam. À, tuy nhiên thì hình như đã đổi tên thành Phi Store, Five Store hay là FI Store gì đó, mình cũng không rõ nữa, và mình sẽ dẫn link ở bên dưới cho các bạn nào quan tâm đến những em son này. Màu đầu tiên mình swatch là 201 Cheese Carrot. Đây là màu kem sữa cà rốt. Sắc kem thuần lúc mình swatch lên tay thì trời ơi, trời khỏi phải nói luôn. Tuy nhiên lúc mà swatch lên môi thì cảm giác là độ neon của em nó giảm đi, và sắc nút thì sẽ giúp gương mặt của mình tươi sáng hơn và năng động hơn. Tuy nhiên với sắc kem này thì mình nghĩ là các bạn nên trang điểm thì mới xinh được, nếu không sẽ khiến cho da bị sỉn màu đó nha. Ấy nhưng mà một điều đặc biệt là khi mà mình dùng khăn giấy để lau đi em này thì cái lớp stain màu nút khá là hay ho. Son lúc mà đánh lên thì sẽ ướt ướt dễ bám vào thành ly, thành cốc hay là khẩu trang. Nhưng mà nếu chúng ta bặm qua một lớp khăn giấy, loại bỏ đi những cái lớp son thừa thì mình thấy là sẽ bớt đi độ neon của son và cũng thân thiện với làn da của chúng ta hơn. H01 thì đây là màu son mà mình ưng nhất khi mà đánh full môi. Sẽ tạo cảm giác môi đầy hơn mà không hề bị lố. Các rãnh môi thì cũng được lấp đầy, tạo cảm giác là môi đầy sức sống và tự nhiên. Mình nghĩ là dù các bạn trang điểm theo phong cách tự nhiên thì đánh full môi em này cũng rất là ok luôn. Và màu 202 hồng khô ánh nút, tông hồng ngọt ngào pha thêm base nút thời thượng cho sắc môi có màu hồng tự nhiên và có phần bánh bèo theo kiểu như là Senorita tiểu thư cổ điển ý. Tuy nhiên màu này sẽ cực xinh đối với bạn da trắng. Còn với các bạn có làn da ngăm như mình thì mình nghĩ là nên trang điểm cẩn thận hoặc là đánh sáng lên một chút, nếu không sẽ khiến da sỉn màu đó. H02 thì mình nghĩ là sẽ hợp để các bạn đánh hàng ngày để đi chơi, đi học thì dùng một ít thôi nhé. Vẫn rất là tự nhiên, độ bền màu thì khỏi nói luôn. Lúc swatch xong 5 cây son này, đến tối về tẩy trang thì mình vẫn không thể tẩy đi được lớp stain màu hồng nhẹ của em này. Và với màu H02 thì mình nghĩ là em này là một lựa chọn hợp lý cho việc đánh full môi nữa nè. Không biết có phải là do sắc tố môi của mình hay không, mà khi các màu mình swatch lên đều cho cảm giác là ánh nút rất là tự nhiên. Ôi, mình nghĩ đây sẽ lại là một tân binh trong làng hồng nút nữa nè mọi người ơi. H03 đây là màu cam đào pomelo, rực rỡ như là nắng hè luôn. Theo mình thấy thì em ấy cũng pha chút sắc đỏ, cho nên là tổng thể cũng khá ổn cho những concept năng động và nghịch ngợm. Nếu bạn yêu thích trang điểm và muốn trang điểm theo concept tươi mới, trẻ trung rực rỡ thì em này sẽ nên có trong túi nha. H03 khi mình đánh full môi thì rực rỡ khỏi bàn luôn, mặt sáng bừng đúng không nào? Sắc đỏ cam sẽ không hề kém da đâu mà còn khiến cho da bạn được nâng tông đáng kể luôn á. Ưu điểm của 5 em son Black Rue Color Lock Hunting, mình nghĩ đó chính là do chất blending tạo cho môi có hiệu ứng như là màu gradient đấy. Như vậy thì các bạn sẽ không cần tốn nhiều công mix son để tạo hiệu ứng chúng chím dễ thương. H04 hồng dâu berry. Lúc mà swatch lên tay thì mình nghĩ là ôi lại một em kén da và kén make up đây. Cho đến khi mà swatch lên môi thì phát hiện ra là ô, em này mặc dù là hồng dâu nhưng mà tông lạnh cho nên là cũng không kén da lắm đâu. Lại còn khiến cho bạn nổi loạn hơn và cá tính hơn. Những dịp đặc biệt hay là dành đi quẩy thì cũng rất là fancy. Em này cũng là em để lại lớp stain rõ nhất, hồng nhất luôn, cho nên khi swatch em cuối cùng thì mình không thể tẩy đi được màu của em này được. Nếu bạn muốn nổi bật trong những buổi party hay là prom thì quất luôn em này cho nóng nha. Fancy và chẳng khỏi phải bàn.
Và nếu bạn sợ tông nút không nổi bật, tông đỏ thì lại quá dư, thì thử nhìn em này mà xem, đúng chỉnh một quý cô slay luôn còn gì nữa. Điểm cộng nữa là em nó sẽ không làm khô môi và lộ vân môi như những màu son liền khác đâu. Và điểm trừ thì có lẽ là vì những màu sắc này rất là tươi sáng cho nên là khá là kén da. Bạn nào phải trang điểm cẩn thận thì mới có thể tô lên được sắc son tươi sáng của những em này. Yay, và cuối cùng cũng đến thỏi son cuối cùng. Trời ơi, lần đầu swatch son mà đã swatch son tinh. Trời ơi, nặng đô nhất luôn. Và màu cuối cùng cherry đỏ nâu anh đào. Đây cũng không hẳn là đỏ đất đâu vì em ấy có ánh neon nhẹ, nhưng mà sắc lạnh và trầm. Các bạn chỉ cần đánh một ít thôi, nhớ là thật ít vào lòng môi nhé. Sau đó thì tán đều ra thì sẽ có luôn một đôi môi đỏ rực rỡ rồi. Còn nếu mà đánh full môi thì mình khỏi phải nói. Lúc mà mình swatch xong, bạn mình bảo là ôi mày có thể đi đám cưới được luôn rồi. Vô cùng rực rỡ và lạnh lùng cuốn hút nhé. Chất son thì xốp mịn, không quá dày và không quá mỏng, rất bền màu. Nếu anh uống nhiều thì vẫn còn lớp stain màu chứ không đến nỗi là trắng bệch như là xác sống. H05 mà đánh full thì khỏi phải chê rồi. Nhưng mà nhớ là đừng lấy nhiều quá nha, vì rất đỏ luôn á trời. Mình thì mình không muốn đôi môi của các bạn trông nặng nề và nhìn từ xa chỉ thấy môi không luôn nha mấy bác. Ok, và vừa rồi thì mình đã swatch xong 5 cây son trong bộ mới nhất Black Rue Color Lock Hot Thing. Các bạn nghĩ thế nào về những em này và thích nhất màu nào? Lần tới các bạn muốn mình làm những video như thế nào hay là swatch màu son nào thì để lại bình luận cho mình ở phần comment phía dưới nhé. Và nếu thấy hay thì đừng quên subscribe cho Dây nè cũng như là like video nhé. Bye bye!